không ngờ cứ ăn hai loại quả này vào buổi sáng sẽ chặn đứng cả 100 loại bệnh nguy hiểm, khỏe suốt đời. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, hẳn là chúng ta đều biết rằng hoa quả là một trong những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin, khoáng chất mà cơ thể rất cần, có đúng không nào? Hơn nữa, các chuyên gia về sức khỏe cũng đã khẳng định rằng hoa quả còn có khả năng tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Thế nhưng chính vì sự lành tính và an toàn của chúng, thế nên nhiều cô bác thường ăn theo sở thích của mình. Và sau khi ăn cơm, nhất là vào buổi tối, cô bác sẽ chuẩn bị một đĩa hoa quả để cho cả nhà cùng ăn tráng miệng. Tuy nhiên, cô bác lại không hề hay biết rằng buổi tối không phải là thời điểm tốt nhất để ăn hoa quả đâu. Ngược lại, nếu cô bác lựa chọn đúng thời điểm thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thu được hết các dưỡng chất và từ đó sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí điều này còn giúp cho cô bác phòng chống được cả bệnh ung thư, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rất nhiều các căn bệnh thường gặp khác. Và bữa sáng chính là thời điểm tốt nhất để cô bác ăn các loại quả, đặc biệt là hai loại quả sau đây. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi trong video ngày hôm nay để bổ sung chúng vào trong chế độ dinh dưỡng thường ngày của cả gia đình nhà mình, cô bác nhé. Loại quả đầu tiên góp mặt trong danh sách này đó chính là quả liệu. Theo như tôi được biết thì nhiều cô bác ở đây có thói quen thường xuyên ăn hoa quả, hầu hết đều xuất phát từ mục đích là muốn làm đẹp và thanh lọc cho cơ thể. Bởi lẽ, cô bác đều biết rằng chúng là loại thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao. Về điều này thì chắc chắn quả liệu là một loại quả mà tôi tin chắc rằng nhiều cô bác ở đây không thể nào bỏ qua, có phải không? Đúng như cô bác đã biết thì loại quả này thực chất rất giàu vitamin A, vitamin C và vitamin E. Tuy nhiên, điều khiến cho quả liệu được mệnh danh là vua của các loại quả là bởi vì chúng có chứa các chất chống oxy hóa cực mạnh. Nhờ đó mà quả liệu không chỉ tốt cho việc làm đẹp mà chúng cũng có thể phòng tránh được rất nhiều loại bệnh tật khác nữa. Có thể là cô bác chưa biết đó thôi, thời điểm tốt nhất để cơ thể của chúng ta hấp thụ các dưỡng chất có trong quả liệu là vào buổi sáng. Và lợi ích trước tiên là chúng giúp hạn chế quá trình lão hóa bởi vì chất chống oxy hóa như tôi vừa chia sẻ ở phần trước. Hơn nữa, vitamin E trong quả liệu cũng giúp cho làn da của chúng ta trở nên căng mọng, sáng mịn hơn. Thế nhưng nếu đơn giản chỉ có những điều này thì hẳn là cô bác cũng không nhất thiết phải ưu tiên ăn liệu đâu. Điểm đặc biệt của loại quả này mà khiến nó được mệnh danh là vua của các loại trái cây là nó có đặc tính chống viêm từ vitamin C rất tốt cô bác nhé. Chắc chắn là nhiều cô bác ở đây cũng biết rằng viêm mãn tính là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường loại 2, bệnh Alzheimer và bệnh béo phì. Tất cả những căn bệnh này đều rất dễ mắc phải khi mà cô bác bước qua tuổi 30. Vậy từ đâu mà liệu có đặc tính chống viêm mạnh đến như vậy? Tôi sẽ chia sẻ luôn với cô bác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì phần lớn cơ chế trung gian trong liệu được hình thành bởi các đặc tính chống oxy hóa của puni canlagin. Các nghiên cứu trên ống nghiệm đã chỉ ra rằng chúng có thể làm giảm phản ứng viêm tại đường tiêu hóa cũng như trong ung thư vú và tế bào ung thư đại tràng. Thậm chí cô bác có biết không, trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở những cô bác mắc bệnh tiểu đường cho thấy rằng việc chúng ta uống 250ml nước ép liệu mỗi ngày sẽ làm giảm các CRP. Cô bác có thể hiểu đây là một chất chỉ điểm viêm, nguyên nhân chính gây nên bệnh tiểu đường. Tuy nhiên thì đó chưa phải là tất cả những lợi ích mà quả liệu có thể mang lại đâu cô bác nhé. Nếu cô bác thường xuyên theo dõi các bản tin về sức khỏe thì sẽ biết rằng ung thư tuyến tiền liệt là một loại ung thư phổ biến mà các bác nam nhà mình dễ gặp phải. Các nghiên cứu thực hiện trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng những hợp chất chiết xuất từ quả liệu mà cô bác hay ăn có thể làm chậm quá trình phân chia tế bào ung thư và thậm chí gây ra hiện tượng chết hoặc tiêu diệt các tế bào ung thư. Nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng điều này lại hoàn toàn chính xác và đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận rồi đó cô bác. Vậy nên không có lý do gì mà chúng ta không bổ sung quả liệu vào chế độ dinh dưỡng của mình, có đúng không nào? Hơn nữa, một cốc nước ép liệu vào buổi sáng cũng sẽ giúp cho cơ thể của cô bác tăng cường thêm nhiều năng lượng, phục vụ cho làm việc và học tập hiệu quả, cô bác nhé! Và tiếp theo, buổi sáng đừng quên ăn quả việt quất để ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.
Những cô bác nào ở đây đang trong chế độ giảm cân hoặc là có mong muốn giữ dáng, duy trì cân nặng thì hẳn là đều biết đến việt quất là một loại quả hàng đầu thường được các chuyên gia sức khỏe lựa chọn. Thế nhưng cô bác có biết không, ngoài việc hỗ trợ giảm cân thì quả việt quất còn có chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp cho cô bác luôn khỏe mạnh, loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể và cải thiện trí nhớ nữa. Nhất là với những cô bác nào ở đây thường mắc chứng nhớ nhớ quên quên thì càng nên ăn nhiều quả việt quất vào buổi sáng nhé. Tuy nhiên, lợi ích đáng nhắc đến của loại quả này là chúng không có chứa cholesterol nhưng lại vẫn có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như là chất xơ, kali, folate, vitamin C và vitamin B6. Điều này hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của tim mạch. Như cô bác đã biết thì càng nhiều tuổi chúng ta sẽ càng dễ tăng cân. Điều này là do các chất béo mà cơ thể hấp thụ qua thức ăn quá nhiều. Kéo theo đó, lượng cholesterol cũng tăng. Thành ra, nếu cô bác chủ quan thì mắc bệnh tim mạch lúc nào chẳng hay. Trong khi đó, chất xơ trong quả việt quất lại có thể giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu, cải thiện sức khỏe tim mạch của cô bác. Chưa kể, theo nghiên cứu gần đây từ Trường Y tế Cộng đồng Harvard và Trường Đại học East Anglia cho biết rằng, cô bác nào ở đây đang ở độ tuổi trung niên thì càng nên ăn quả việt quất bởi vì nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Mà cô bác cũng biết rồi đó, quá trình này sẽ giúp cho cơ thể của cô bác giảm 32% nguy cơ bị đau tim và đột quỵ. Ngoài những đặc tính trên thì quả việt quất còn có chứa hàm lượng calo thấp. Đây chính là lý do tại sao cô bác nên thưởng thức ngũ cốc với quả việt quất vào buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bác đừng vì thấy tốt quá mà ăn nhiều, bởi lẽ cơ thể của chúng ta chỉ cần nhận vừa đủ các chất dinh dưỡng trong việt quất thì mới có thể chuyển hóa tốt nhất thành năng lượng cho cơ thể. Vậy nên, chúng ta nên ăn khoảng 150g tương đương với 10 quả việt quất là tốt nhất rồi. Cô bác lưu ý là chỉ nên ăn 3 lần một tuần thôi, cô bác nhé. Nhiều cô bác đã thấy thì hai loại quả mà tôi vừa chia sẻ không chỉ vô cùng quen thuộc trong cuộc sống thường ngày mà ngay cả giá thành cũng rất phải chăng. Cô bác bổ sung vào trong bữa sáng của mình, chắc chắn sức khỏe sẽ được cải thiện trông thấy. Tuy nhiên có một vấn đề mà nhiều cô bác thường lăn tăn hỏi tôi rằng, liệu rằng ăn sáng chủ yếu bằng hoa quả thì có thể đảm bảo đủ năng lượng để hoạt động trong cả một ngày dài hay là không? Và câu trả lời là có, nếu như cô bác ăn vừa đủ nhé. Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi ăn, cô bác chưa quen sẽ cảm thấy hơi đói một chút. Nếu gặp phải trường hợp này, cô bác có thể ăn thêm hai loại thực phẩm sau đây, bởi vì chúng không chỉ thích hợp để ăn vào buổi sáng mà còn hạn chế được bệnh tật, cung cấp đầy đủ calo cần thiết cho cô bác vào mỗi buổi sáng. Món ăn sáng đầu tiên có chứa nhiều chất dinh dưỡng mà cô bác không nên bỏ qua, đó chính là bột yến mạch. Cô bác nào ở đây đang ăn kiêng, giảm cân thì chắc chắn là đã quá quen thuộc với bột yến mạch rồi, có phải không nào? Đây là một trong những món ăn sáng mà nhiều cô bác lựa chọn bởi vì chỉ cần pha thêm một chút sữa tươi không đường, cô bác đã nhanh chóng có ngay một bữa sáng vừa ngon lại không lo bị dư thừa chất béo. Thế nhưng lợi ích của món ăn này không chỉ dành cho những ai muốn đẹp da, cải thiện vóc dáng thôi đâu. Trên thực tế mà nói thì điều này đúng nhưng chưa đủ. Ngoài công dụng vừa rồi mà cô bác cũng đã biết thì ăn bột yến mạch vào buổi sáng còn giúp cho cơ thể tăng cường thể lực, loại bỏ đi một số căn bệnh mà cô bác thường gặp. Đầu tiên phải kể đến đó chính là khả năng chống lại một số vấn đề về ung thư. Một nghiên cứu từ các chuyên gia về sức khỏe cho thấy rằng trong yến mạch có chứa chất lignan. Chất này có tác dụng ngăn ngừa, giảm thiểu các bệnh về ung thư như là ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt. Và đặc biệt là rất tốt đối với cô bác nào đang trong độ tuổi tiền mãn kinh. Bên cạnh đó, cô bác nào mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc là có người thân mắc phải bệnh này thì chắc hẳn cũng đã biết người bệnh thường có lượng đường huyết không ổn định. Và theo các nghiên cứu, chất beta-glucan có trong yến mạch mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Vậy nên, nếu cô bác đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường huyết thì nên thường xuyên ăn sáng bằng yến mạch để có thể ổn định lượng đường cần thiết của cơ thể chúng ta. Ngoài ra, cô bác nào do áp lực công việc, gia đình thường xuyên mệt mỏi thì ăn một bát cháo yến mạch cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn. Bởi lẽ trong yến mạch có chứa nhiều kẽm, canxi, sắt và vitamin B, có công dụng tăng cường trí nhớ cực kỳ tốt cho hệ thần kinh.
Tuy nhiên, bất cứ món ăn nào cũng như vậy thôi, ăn quá nhiều cũng đều sẽ không tốt. Do vậy, vào bữa sáng, chúng ta chỉ nên ăn khoảng 200g yến mạch, khoảng một bát con dùng để ăn cơm là hợp lý nhất của bác nhé. Món ăn thứ hai cực tốt cho sức khỏe mà cô bác nên ăn vào bữa sáng đó chính là sữa chua Hy Lạp. Tôi chắc chắn một điều rằng nhiều cô bác ở đây vào mỗi bữa sáng thường ra đầu ngõ hoặc vào các hàng quán mua bún phở về cho gia đình mình, có phải không? Món ăn này không chỉ là đặc trưng của từng vùng miền mà nó còn được chế biến sẵn, ăn vào thì kích thích vị giác vô cùng. Thành ra nhiều cô bác tưởng rằng như vậy là ấm bụng và đảm bảo năng lượng để chúng ta có thể hoạt động trong suốt một buổi sáng rồi. Tuy nhiên trên thực tế, các chuyên gia về dinh dưỡng đánh giá rằng món này lại có mặt hại cho sức khỏe nhiều hơn so với mặt lợi. Như chúng ta đã thấy thì bún phở là món ăn có nhiều nước nên khá nhiều cô bác có thói quen ăn nhanh, nuốt vội mà không cần nhai. Tuy nhiên, thói quen nhai không kỹ có thể khiến cho thức ăn không được nghiền nhỏ, nghiền kỹ trong khoang miệng. Và như vậy là vô tình gây nên áp lực khiến cho dạ dày, hệ tiêu hóa tăng thêm gánh nặng. Nguy hiểm hơn, nếu cô bác có thói quen khi ăn bún phở thường uống nhiều nước hoặc là uống hết nước phở trong bát thì lượng muối trong cơ thể của bác cũng tăng lên rất nhanh. Vậy nên, thay vì ăn bún phở, cô bác hãy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà mình bằng sữa chua Hy Lạp, ăn cùng với các loại hạt nhé. Nói đến đây thì chắc hẳn cô bác sẽ cho rằng ăn như vậy thì hẳn là sẽ rất đói và hại dạ dày chứ chẳng có gì bổ béo cả. Tuy nhiên có thể là do cô bác chưa biết đó thôi. Sữa chua Hy Lạp là một đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡng, được sản xuất bằng cách lọc váng sữa và chất lỏng khác từ sữa đông, tạo ra một loại sữa chua có chứa nhiều chất đạm. Hơn nữa, có một ưu điểm khi mà cô bác ăn sáng bằng sữa chua Hy Lạp là chúng có chứa nguồn cung cấp men vi sinh tốt, giúp cho đường ruột khỏe mạnh. Mà như chúng ta đã biết thì men vi sinh trong sữa chua còn có khả năng giúp cho chúng ta giảm táo bón và làm dịu hệ tiêu hóa một cách an toàn. Chưa kể, các đặc tính làm dịu của sữa chua cũng giúp chống trào ngược axit và thực quản. Do vậy, khi cô bác sử dụng sữa chua hàng ngày, chúng ta sẽ giảm được nguy cơ ung thư đại trực tràng của bác nhé. Tuy nhiên, có một điều mà cô bác cần lưu ý để tránh dẫn đến tình trạng bị đói khi hoạt động quá nhiều, đó là chúng ta nên trộn cùng với các loại hạt để tăng cường thêm chất dinh dưỡng. Cô bác thân mến, chỉ cần lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp để ăn vào buổi sáng, cô bác có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và hạn chế bệnh tật tìm đến. Đặc biệt là chúng ta đừng quên bổ sung 3 loại quả sau đây vào bữa sáng của mình để có thể yên tâm là đủ năng lượng và dinh dưỡng hoạt động trong suốt một ngày dài của bác nhé. Loại quả đầu tiên góp mặt trong danh sách này đó là quả liệu. Tiếp theo, buổi sáng cô bác đừng quên ăn quả việt quất để ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.